Chào các bạn nha. Nay nãy mình quay cái anh thợ cưa cây, ảnh mang móng vô sửa sàn, ảnh lên cái cây còng, ảnh hạ mấy cái nhánh còng ở sát với nhà người ta các bạn. Đó, cái nhánh đó, nó dè vào trong cái nhà nha. Giờ người dân người ta kêu ảnh cắt bỏ để dông gió đâu này kia, nó bị gãy đổ đó các bạn. Bởi vì anh thợ giờ sửa sàn lên cắt mấy nhánh đó các bạn ơi. Đây giờ ảnh lên cái nhánh cái cây bên này ảnh cắt trước các bạn ơi. Rồi hồi ảnh mới qua cái cây bên kia. Đó giờ anh lên tới trên đó các bạn. Giờ anh hạ một để coi anh hạ như thế nào nha. Đèn dưới không nổi. Một nhánh các bạn ơi, đây chắc còn một nhánh nữa đó các bạn. Rồi đã ngã xuống đây an toàn các bạn ơi. Cái cây đó là chỉ ảnh cắt ngang ngọn vậy đó các bạn. Rồi để ảnh xuống, ảnh tuột xuống ảnh qua cây bên này nha các bạn. Đó ảnh sang qua cây cọc bên này nè các bạn ơi. Đó nó mấy cái nhánh còng nó nằm dê qua nhà bên đó đó các bạn. Bởi vì mấy chị bên đó mới kêu anh thợ cưa bỏ nghe. Rồi giờ mà để mình sang qua mấy anh kia mình quay cho các bạn xem coi coi có được không nha. Ah.
anh bò ra rất là xa nữa các bạn ơi. Cầm nó rất là giòn các bạn ơi. Đứng sát nhà luôn mà cây nó sát luôn mà. Yeah.
anh lên tới trên ngọn luôn rồi các bạn ơi. Rồi đã trở lỗi cái nhánh đó luôn rồi các bạn ơi. Rồi đã xong rồi đó nghe các bạn, mé nhánh vậy nhiêu thôi, còn không có hạ gốc nha.
Thôi mình kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Thì là anh chắc chỉ là đã xong rồi đó các bạn, giờ số luôn rồi đó.